Theo Sở Công thương An Giang, năm 2023, đơn vị đã phối hợp với siêu thị Tứ Sơn tổ chức 100 chuyến hàng việc về nông thôn, được tổ chức theo hai hình thức là phiên chợ và các chuyến bán hàng lưu động. Theo đó, các phiên chợ được bày bán nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của bà con như hàng thời trang may mặc, nhựa gia dụng, giống cây trồng, thực phẩm có nguồn gốc trong nước, chất lượng đảm bảo. Các phiên chợ không chỉ là cơ hội cho người dân tiếp cận với hàng diệt với giá cả phải chăng mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm của mình tới tận tay người tiêu dùng. Đồng thời, thông qua các phiên chợ, các nhà sản xuất kinh doanh sẽ có đánh giá đầy đủ tốt nhất về thị trường địa phương, doanh nghiệp sẽ trực tiếp biết được ý kiến của người tiêu dùng đối với sản phẩm của mình, từ đó có điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp qua đó tạo được ấn tượng rất tốt cho người tiêu dùng nông thôn đối với hàng Việt bởi giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng phong phú. Người tiêu dùng nông thôn biết tiếp cận, sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt. Hoạt động này cũng tạo thêm nhiều động lực cho doanh nghiệp tham gia đưa hàng Việt về nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.